xin chào tất cả quý vị anh chị các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của tin tức người nổi tiếng. Đại diện trung tâm Thúy Nga đã mời ba con nuôi của Phi Nhung đi Mỹ hát tưởng nhớ mẹ, trong đó không có Hồ Văn Cương. Theo thông tin từ đại diện trung tâm Thúy Nga Paris by Night, sắp tới thì trung tâm Thúy Nga sẽ mời và làm cái visa cho ba con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung sang Mỹ hát. Vâng, trưa ngày 19 tháng 10, đại diện trung tâm Thúy Nga Paris by Night đã có mặt trong cái buổi livestream để gửi lời cảm tạ đến những ai mà yêu quý mến, yêu thương cũng như là đã tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung sau khi cô ra đi. Bên cạnh cái lời cảm ơn này thì phía đại diện trung tâm Paris by Night cũng tiết lộ sắp tới trong cái số Paris by Night mới sẽ có sự xuất hiện một tiết mục tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung. Đáng chú ý hơn là trong cái mục trình diễn này đó, do chính con nuôi của ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam đảm nhận, và đại diện trung tâm dự định mời ba con nuôi của ca sĩ Phi Nhung sang Mỹ tham gia chương trình đặc biệt này. Phía Thiên Nga đang hy vọng sẽ kịp làm cái visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung, đại diện trung tâm chia sẻ như vậy. Vâng, thì trước đó thì một số trong số những cái con nuôi của Phi Nhung á, thì Hồ Văn Cường là người duy nhất có cơ hội xuất hiện tại trung tâm Paris by Night. Vì vậy thì ở lần này phía trung tâm Thiên Nga không nhắc tên ca sĩ khiến khán giả cũng thực sự rằng là không khỏi bất ngờ. Trước sự phản ứng của cộng đồng mạng thì trung tâm Paris by Night cũng có giải thích thêm, vì Hồ Văn Cường đã từng có cái cơ hội biểu diễn ở sân khấu này trong khi ba con nuôi còn lại á, như Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang thì chưa từng được biểu diễn, nên phía trung tâm mới đưa ra quyết định ở trên. Ở số Thúy Nga 129 thì Phi Nhung có dẫn qua cả bốn cháu, nhưng trong chương trình đã không còn cái thời lượng để mà tất cả các cháu có thể biểu diễn, chỉ có tiết mục của Phi Nhung và Hồ Văn Cường mà thôi. Sau đó thì mặc dù Phi Nhung đã lên tiếng năn nỉ để cho các con được biểu diễn, nhưng vì quá trễ nên cuối cùng phía chương trình không thể xếp. Chỉ có duy nhất á, ở phần chào cuối á, tất cả các con mới được đứng trên sân khấu chào. Đây là cái cách mà phía Thúy Nga muốn thực hiện cái tâm nguyện cho Phi Nhung để các con được hát trên sân khấu của Paris by Night. Ngoài ra thì số tiền quyên góp cho cái quỹ từ thiện của Phi Nhung cũng được nhắc đến trong cái buổi livestream này. Trong 3 tuần, gần 100.000 USD tương đương 2,3 tỷ đồng đã được gửi đến và vẫn còn nhiều cái phong bì chưa thể kiểm kê hết. Theo đó thì sư thầy tiết lộ sau 3 tuần thờ linh hương của Phi Nhung thì số tiền tịnh xá nhận được là 22.711 USD, khoảng 500 triệu, và tiền nhận được tại đám tang một nửa đưa sư thầy, còn lại một nửa gửi về Việt Nam hoặc là hội từ thiện nào đó giúp cho những cái nạn nhân Covid-19. Nhiều đồng nghiệp bạn bè ủng hộ dưới cái tên Phi Nhung phải nói rằng là 50.000 đô, hơn 1,1 tỷ đồng vào cái quỹ từ thiện xây trường. Số tiền thu được đều phục vụ hoàn thành cái tâm nguyện của Phi Nhung cuối đời. Và được biết trước đó thì nữ ca sĩ cũng từng mong rằng là xây dựng cái trường Việt ngữ tại cái tỉnh xá Giác An và giúp bệnh nhân bị Covid-19 đó quý vị. Hiện tại thì những cái chia sẻ này đang nhận được rất là nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn thì sao? Những cái bạn nghĩ về cái điều này quý vị? Bị dấp chút xíu, hay đĩa nó dấp chút gì? Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về cái điều này? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ha quý vị. Mà những cái câu chuyện mà số tiền quyên góp này cũng được gọi rằng là chia sẻ trên đây, cái số tiền quyên góp sau đám tang của Phi Nhung để ủng hộ từ thiện, và con gái Phi Nhung cùng với Tri Duy Phương Trinh công bố số tiền mà từ thiện nhận được sau đám tang, sau khi mà hoàn thành cái lễ tang của mẹ mình á, thì con gái Phi Nhung và cả Tri Duy Phương Trinh và giám đốc trung tâm Paris by Night, một cái trung tâm âm nhạc ai cũng biết rồi, đã có những cái lời tri ân như đầu video mình đã nói, gửi đến khán giả những cái lời yêu thương cũng như là những cái đóng góp cho quỹ từ thiện của Phi Nhung. Vâng, ở trong livestream mới nhất của con gái Phi Nhung và đồng nghiệp thì của nữ ca sĩ cũng có chia sẻ về kỷ niệm của mẹ cũng như là những cái tâm nguyện của Phi Nhung muốn hoàn thành sau 3 tuần, thì số tiền khán giả đóng góp vào quỹ từ thiện cũng công bố rằng là số tiền tương đương là gần 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì còn có những cái phong bì chưa được kiểm kê, quý vị cũng biết rằng là những cái số tiền cũng khá là lớn. Tri Duy Phương Trinh còn nói thêm rằng là ngoài số tiền đó thì Wendy cũng nhận được một số tiền tại cái buổi đám tang của Phi Nhung là 7
12.000 USD. Số tiền đó sẽ được chia làm hai, một nửa là số tiền đó Wendy sẽ trao cho sư thầy và một nửa còn lại sẽ nhờ người gửi về Việt Nam hoặc là cái hội từ thiện nào đó để giúp đỡ cho những cái nạn nhân Covid. Tổng cộng là số tiền hiện tại cũng được khoảng 100.000, số tiền khá là lớn. Bên cạnh đó, giám đốc trung tâm Thiên Nga Paris by Night cũng chia sẻ những cái ngày qua tại nơi đây thì cũng nhận khá là nhiều bao thư từ khán giả gửi về cho cái quỹ từ thiện của Phi Nhung. Vâng, theo tâm nguyện của Phi Nhung ra đi, trước khi ra đi cô muốn xây dựng một trường Việt ngữ tại tỉnh xá Giác An và nửa còn lại muốn đóng góp cho nạn nhân Covid. Có thể các bạn có thể rằng là những cái câu chuyện mà khi xoay quanh cái vấn đề về Phi Nhung, xoay quanh cái vấn đề mà câu chuyện thì ở một cái diễn biến khác á, thì hiện tại á thì con nuôi của Phi Nhung thế nào, 23 người con nuôi gồm những ai và sống thế nào trước khi mẹ qua đời, thì câu chuyện đó cũng rất là nhiều người bạn quan tâm. Mình cũng cố gắng sẽ làm ở video như sau ha. Còn video này thì mình gửi đến quý vị anh chị các bạn một cái video nhỏ nhỏ thôi, trong vòng 6 phút. Thì chúc mọi người sức khỏe và bình an trong cuộc sống.